kẹo này. Ngon không, ngon không? Nó bảo ơi, lại cho mình cơm nước nào. Vâng ạ. Mệt quá. Kẹo của em đâu? Chị không biết. Chị vừa nay chị có thấy cái kẹo của em ở đây không? Không. Thấy cái kẹo nào đâu? Thấy mỗi quả dưa chuột của chị thôi. Là sao nhỉ? Hay là vừa nay mình ăn bùm bùm rồi mà không nhớ nhỉ? Hay là vừa nay mình ăn bùm bùm rồi mà không nhớ nhỉ? Kẹo ở đây này, đồ ngốc.